Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn tại công ty Faros của Trịnh Văn Quyết nhưng lại không có khả năng điều tra về khả năng góp vốn. Tại công ty Faros, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc Trịnh Văn Quyết và đồng phạm phù phép nâng khống vốn của doanh nghiệp này từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trịnh Văn Quyết do vậy bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một trong những nội dung được Biện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu làm rõ là xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân là thành viên các đoàn kiểm tra với hoạt động của công ty Faros trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Phía điều tra xác định năm 2017, Bộ Tài chính có quyết định kiểm tra tại công ty Faros và việc giao dịch cổ phiếu Faros mã ROS tại 7 công ty chứng khoán kiểm tra việc kinh doanh và tăng vốn, sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh. Cùng năm Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra tại công ty Faros, công ty chứng khoán BOS và 6 công ty là Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Phương Nam, Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, Chứng khoán Ngân hàng BIDV, Chứng khoán Đại Nam, Chứng khoán Alpha. Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại công ty Faros, đồng thời thu thập được các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp được chuyển vào tài khoản Faros được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính. Mặc dù phát hiện bất thường nhưng theo thẩm quyền, đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính không có khả năng điều tra xác minh để kiểm tra về khả năng góp vốn và đủ vốn theo cam kết. Kết luận điều tra bổ sung nêu: Đoàn kiểm tra sau đó tham vấn ngân hàng nhà nước, bộ kế hoạch đầu tư cho kết quả không đủ căn cứ xử lý với các vi phạm của công ty Faros nên chỉ tham mưu bộ tài chính kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan rà soát theo quy định pháp luật. Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong giao dịch chứng khoán đối với nhóm cổ phiếu FLC. Cụ thể, vào đầu năm 2017, đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán. Trong đó có hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ROS của công ty Faros. Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền chấp thuận hồ sơ niêm yết là của Sở giao dịch chứng khoán, đoàn kiểm tra không có thẩm quyền thẩm định lại hồ sơ chấp thuận niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp kiểm tra chỉ là đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục các tài liệu theo quy định để xác định xem có đầy đủ, hợp lệ hay không. Do vậy, đoàn kiểm tra đã không thể phát hiện ra sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ niêm yết của Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, cảnh sát không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh kiểm tra của đoàn kiểm tra Bộ Tài chính nên không xem xét trách nhiệm với 21 thành viên liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán mà ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC và 50 người khác bị đề nghị truy tố, có cả lái xe riêng của ông Quyết là bị can Trương Văn Tài, sinh năm 1969 ở Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2014, ông Tài làm lái xe riêng cho ông Trịnh Văn Quyết. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, dù không bỏ tiền mua cổ phần và góp vốn vào công ty Faros, nhưng theo yêu cầu của em gái ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Minh Huế, Ngày 19 tháng 5 năm 2015, ông Tài đã ký hai hợp đồng khống nhận chuyển nhượng 2 triệu cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh và Trịnh Văn Đại tại công ty Faros tương đương 20 tỷ đồng. Từ ngày 27 tháng 5 năm 2015 đến ngày 1 tháng 12 năm 2015, với danh nghĩa cá nhân, ông Tài ký 10 trên 14 chứng từ với giá trị 302 tỷ đồng trên 261 tỷ đồng có 4 giấy nộp tiền mặt giá trị 59 tỷ đồng mang tên Tài nhưng không phải do ông Tài ký, để bà Huế dùng danh nghĩa ông Tài thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền vào, rút tiền quay vòng góp vốn. Việc này làm tăng giá trị vốn góp của ông Trương Văn Tài từ 20 tỷ đồng, tương đương 2 triệu cổ phiếu, lên 230 tỷ đồng, tương ứng 23 triệu cổ phần trong lần tăng vốn thứ hai, thứ ba, khiến vốn điều lệ của công ty Faros tăng từ 225 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng trước khi công ty Faros được niêm yết ngày 28 tháng 1 năm 2016. Theo yêu cầu của bà Huế, ông Trương Văn Tài ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trả lại 23 triệu cổ phần cho bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Quyết. Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, thực tế ông Tài không được nhận tiền. Hành vi của Trương Văn Tài cùng với những người liên quan được xác định đã giúp Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3.620,7 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không được hưởng lợi gì từ hành vi vi phạm của mình, chỉ được hưởng lương 6 triệu đồng một tháng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trương Văn Tài đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trịnh Văn Quyết. Trường hợp của Trương Văn Tài cũng giống như hàng loạt nhân viên cấp dưới của ông Quyết và em gái. Họ đều trở thành công cụ để anh em nhà Trịnh Văn Quyết sử dụng danh nghĩa hợp thức hóa việc nâng vốn khống công ty cổ phần xây dựng Faros nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan, thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán và chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Liên quan vụ án, ông Trị Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo. Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra làm rõ việc sử dụng tiền chiếm đoạt thu lời bất chính. Theo đó, vị kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra điều tra bổ sung nội dung, tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán để thu hồi, xác minh kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với các bị can để bảo đảm thi hành án. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng như sau: chi hơn 122 tỷ đồng được dùng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ Sinh Thái FLC gồm hơn 83 tỷ đồng mua cổ phần của công ty cổ phần hàng không Che Việt, hơn 29 tỷ đồng vào công ty Newland Holding để mua cổ phần công ty cổ phần FLC Chevo, hơn 9 tỷ đồng mua cổ phần của công ty cổ phần nông dược HAI. Có hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Trịnh Văn Quyết, trong đó bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Trịnh Văn Quyết là 35,9 tỷ đồng, bà Huế hơn 771 triệu đồng. Hơn 73 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho Trịnh Văn Quyết đã thanh toán hơn 7,7 tỷ đồng tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên Trịnh Văn Quyết và Lê Thị Ngọc Diệp. Còn lại hơn 482 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỷ đồng. Về số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định số tiền bán cổ phiếu ROF ban đầu F0 sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được sử dụng vào các nội dung sau: nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của công ty tập đoàn FLC và năm công ty con công ty liên kết với tập đoàn FLC, công ty CFS 50 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn FLC hơn 75 tỷ đồng, công ty FLC nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng, công ty DiOxtar 3,5 tỷ đồng công ty Iron Complex 1,4 tỷ đồng, công ty FLC Lần 200 triệu đồng, nộp hơn 436 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay, Tống Xuân Vương hơn 196 tỷ đồng, Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ đồng, Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết 5 tỷ đồng, Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỷ đồng, Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ đồng, Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng, Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng, Lê Thu Hiền 250 triệu đồng nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán, có hơn 44,8 tỷ đồng rút tiền mặt chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại hơn 2.578 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác, các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD số tiền này được sử dụng để nộp vào công ty cổ phần tập đoàn flc và các công ty con công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng của các cá nhân pháp nhân do trịnh thị minh huế quản lý điều hành để mua bán chứng khoán một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác